Xin chào các bạn, đây là một cái máy lọc không khí của Sharp. Thì chỗ này sẽ là đèn báo hết nước. Đèn báo hết nước, nếu mà thấy cái giọt nước này nháy đỏ. Thì trước tiên là chúng ta sẽ kiểm tra cái bình nước ở phía bên phải này. Đó. Chúng ta mở nắp bình xem còn nước không? Nếu hết nước thì để cho đầy nước vào đây. Còn nếu mà nước ở trong bình đầy và nước dưới này cũng có mà vẫn báo đỏ. Đó, vẫn báo đỏ. Thì các bạn hãy kiểm tra cái phao này. Cái phao này nó phải lắp ở vị trí như thế này. Đây. Lắp như thế này. Nếu như cái phao này nó bị rơi ra ngoài hoặc lắp bị lệch đi thì nó sẽ báo đỏ. Đây tôi ví dụ này. Khi phao nó dâng lên thì là có nước. Đó. Thì nó sẽ không báo đỏ nữa. Tôi thả tay ra. Đó, tôi thả tay ra thì một lúc sau nó sẽ báo đỏ ngay. Vì rằng là chỗ này có cái cục nam châm nó sẽ gắn vào đây thì nó sẽ không báo đỏ. Đây tôi nâng lên này, coi như có nước này. Đấy, lại thấy không báo đỏ. Bỏ tay ra lại báo đỏ bình thường. Đấy thì đấy là cái lỗi của trường hợp nếu như mà ta thấy đây đèn báo đỏ.